Xin chào mọi người, mình là Dương Anh Mỹ. Tôi là Quý Hòa. Tôi là Jay Before. Mình là Mulan. Mình tên là Đỗ Thư, biệt danh của mình là Bò. Xin chào mọi người, mình là Yến. Mình tên là Nguyễn Tấn Phát, thành gọi mình là Will. Xin chào mọi người, mình là Võ Long. Mình là Quang. Xin chào, tôi là Đào Vi. Tôi là Kim Yến. Xin chào mọi người, mình là Thu Ngân. Tôi tên là Huy Hào, mọi người hay gọi là Huy Hào Nguyễn. Hey yo, hello mọi người, mình là Uân. Mình là Mạc Tin. Xin chào mọi người, mình là Đức Hùng. Tôi tên là Tường Milo. Xin chào mọi người, mình là Louis. Xin chào mọi người, tôi là Hiền. Mình là Bin Trần. Xin chào mọi người, mình là Kiêu Ha Ha. Mình tên là Kim Hạnh Phúc. Tôi là Suy. Việt Nam. Khi mà nhắc đến S4 thì em cảm thấy tự hào. S4 là một tập thể mà em cảm thấy rất là respect mọi người. S4 là một gia đình mà có rất là nhiều anh em trong đó. Cùng nhau tập luyện, cùng nhau have fun, cùng nhau vui vẻ với nhau. Một gia đình thứ hai, nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Người ta bảo là khi cần thì có, khi khó thì có. Đấy. Nó là anh em theo kiểu như thế. Giống như là đi hồi lâu nè, nôn về gặp anh em. Đó, vậy thôi. Hùng nhảy đến nay cũng tầm 11 năm rồi. Không có S4 thì cũng không có Hùng như bây giờ. Nếu mà mình nhân cách hóa S4 lên thì maybe nó có thể là bắt đầu từ là một đứa con, đúng không? Xong rồi dần dần nó sẽ trở thành một người bạn. Nó trở thành tri kỷ, các kiểu. S4 nó nhiều hơn là một nhóm, mà nó là bạn bè, nó là động lực, nó là cảm hứng. Nó như bữa cơm hàng ngày vậy mọi người. Thiếu là đói. Đấy, hết thôi. Vì đây là đầu tiên em được hoạt động với một nhóm mà chuyên nghiệp như vậy, khiến cho mình cảm giác mình có thể phát triển hơn bản thân mình hơn. Bởi vì ngay mục tiêu ban đầu em casting vào F4 đó, bởi vì thấy mấy anh quá chuyên nghiệp đi và nhảy giỏi nữa, đó là cái mà em muốn hướng đến. Để cho mình được học hỏi và mình cùng nhau chia sẻ về lẫn con người, cuộc sống và công việc của mình. Mọi người ở đây rất là giỏi và em ước gì ngày đó mình cũng sẽ được giỏi như vậy. Và em nghĩ là em phải cố gắng nhiều hơn nữa, chứ không chỉ là ở mức này. Cái cảm nhận của em đối với S4 nó thay đổi từng ngày. Trang trước thì em mới ở qua thì em rụt rè và ở nhóm thì em cảm thấy nó hơi xa cách. Nhưng qua giờ gần đây thì mọi có nhiều trải nghiệm hơn, cùng nhau làm nhiều việc hơn, thì bắt đầu thì em gắn kết hơn, gắn kết với nhóm hơn. Thì em nghĩ là tới một cái giai đoạn nào đó thì F4 sẽ thay đổi đúng như những gì mà em nghĩ thôi. Thế nên là không có định nghĩa là F4 là cái gì hết. Chỉ đơn giản là em hạnh phúc khi em với F4 và em được hoạt động cùng với mọi người. Em rất là thích ở bên cạnh mọi người và kiểu như là dù nhóm có như thế nào chăng nữa thì em vẫn muốn ở cạnh mọi người lâu nhất có thể. Đi nhảy với mọi người, đi tập cùng mọi người, nó là một cái niềm vui với em và cũng là em rất là hãnh diện, em rất là respect mọi người, được học rồi mọi người rất là nhiều. Thường thường á thì em hay kiểu tập một mình rất là buồn. Và em tìm một gia đình kiểu tập trung với nhau, kiểu có thể mình có thể chia sẻ với nhau, mình có thể học hỏi tất cả mọi thứ với nhau. Everything. Tức là đôi khi anh nghĩ là nếu mà anh không gặp mọi người ở thời điểm một năm trước, được đi chung với mọi người và được làm việc chung, được trải nghiệm chung này nọ, thì anh nghĩ là anh không biết là giờ anh còn đi nhảy không, kiểu dạng như vậy. Nói sao nhỉ? Nói như này thì nó hơi kỳ, nhưng mà kiểu S4 nó là Dương Anh Mỹ, kiểu như thế. Tức là tôi và S4 nó tôi nghĩ là nó sẽ không tách rời được, nó sẽ mãi như này thôi. Và maybe là không biết đó, đấy mình không thể nói trước tương lai như nào, nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì nó là như thế. Thì là vất vả với nhau từ những ngày đầu luôn, nên là quý cái đấy. Đó là lý do vì tại sao mà có thể bây giờ công việc của anh rất là
nhiều và anh không có thời gian anh tham gia với anh em nhiều, không có thời gian đi trip các thứ. Nhưng mà cần thì anh về, lúc nào cần thì anh về, đơn giản vậy thôi. Nhớ nhất khi mà mọi người ở chung nhà với nhau lúc thi trên Đà Lạt. Không có cái gì đáng nhớ bằng cái khoảng thời gian mà đi thi với nhóm là hai lần. Thì là đi thi đầu tiên là Đà Lạt Best in Crew, thì đó là lần đầu tiên em cùng các bạn ở đồng hành với nhóm. Đó là đợt đi thi Đà Lạt, đi du lịch ở Vũng Tàu. Dạ, em nhớ hai sự kiện đó. Đối với em, cái kỷ niệm mà em ấn tượng nhất và nhớ nhất có lẽ là giải Đà Lạt Best in Crew. Nhiều lắm, thì ra thì nhiều kỷ niệm, nhưng mà hình như cái kỷ niệm nhớ nhất sẽ là được đi Đà Lạt. Kỷ niệm đáng nhớ của em đó là giải Đà Lạt Best in Crew. nhớ nhất là có thể là cái bữa Đà Lạt, tại vì buổi sáng đó em nấu ăn mình đéo ai phụ cả, cay lắm. Cũng căng thẳng á, tại vì chưa bao giờ mình ở chung với nhiều người như vậy mà mình mới nói chuyện, nếu như mình nói chuyện với họ chắc tầm mấy tháng. Cái thời gian đó thì khá là vui, mọi người thì thuê nhà ở chung nè, xong rồi mọi người được sinh hoạt chung, thì đó là lần đầu tiên được từ lúc vào nhóm mà mình được sinh hoạt với nhau như thế. Ở với mấy người lớn rồi là lớn mình, nhưng mà ở sau khi ở mình thấy bình thường, kiểu như mà lúc đó cảm thấy ở với nhau vui thật, vui luôn á. Cảm giác như là mọi người cùng nhau đi tập, nấu cơm với nhau, có những cái bữa ăn chung với nhau, có những cái hành động mà đó giờ em không nghĩ là sẽ làm với nhau như vậy luôn. Không, thật sự mà nói thì thật ra là cái đó đúng gọi là kỷ niệm luôn á, tại vì cái đó là lần đầu tiên mà gọi là đông đủ tất cả mọi người luôn. Như được á, như đầy đủ nhất, nhưng mà không có chị thôi. Được á, đầy đủ nhất, với lại được á, hình như được á cũng là lần đầu tiên mà cả nhóm đi cùng nhau đi thi. Nhưng mà tức là có những người không thi nhưng mà vẫn đi cùng nhau để cùng với năng lượng này. Cũng là lần đầu tiên em hơi xỉn nhẹ. Em hơi xỉn nhẹ. Nói chung là hơi xỉn đấy thôi. Nhưng mà đó cũng là vui, thú vị, trải nghiệm đáng nhớ. Đó là những gì em nhớ nhất. Tại vì cái khoảng thời gian khi mà tụi em tập giải với nhau, cái khoảng cách nó cũng được rút ngắn giữa mọi người với nhau khi mà tham gia cái giải đó. Em thấy cái giải đó là đa phần là mọi người đều có thể đi được cái giải đó, hầu như là nguyên một nhóm luôn. Chỉ có cái là hơi tiếc là không có mấy anh lớn tham gia, nhưng mà mấy anh lớn lại có thể đi support tụi em, ủng hộ và nói chung là sẽ góp ý cái bài của tụi em một cách hoàn thiện và tốt nhất á. Nên là em cảm thấy cái giải ngày hôm đấy nó là một cái gì đó rất là thật sự, là tới bây giờ luôn em vẫn còn nhớ mãi luôn. Em thấy lúc đó kiểu mọi người chơi vui vẻ với nhau á, kiểu anh lớn anh cũng vui vẻ với tụi em kiểu vậy. Lúc đầu vô F4 á thì em thấy kiểu mấy anh ít nói á, lúc mà đi chơi vậy á thì được nói chuyện nhiều, thì hiểu, thì mình hiểu nhau nhiều hơn, nói vậy thôi. Thì em cảm thấy trân trọng những lúc đó. Cái lần mà anh được đi chung với mọi người trên Đà Lạt không phải là những cái lần ngồi nói chuyện với mọi người hay là gì, mà là cái khoảnh khắc anh đứng quay mọi người ở dưới sân khấu á, cái hôm mà trời mưa, rất mưa luôn. Cái clip anh quay bằng cái iPhone 13 Pro Max đã mất của anh. Cái khoảnh khắc mà anh đứng đó anh nhìn mọi người nhảy dưới mưa á, nó xúc động lắm, kiểu không biết nữa, tự nhiên cảm giác câu đó nó hiện ra trong đầu anh là anh muốn phụ mấy đứa này, muốn được đi xa hơn với mấy đứa này một tí để phụ tụi nó trên con đường dài hơn. Xúc động nhất đối với em ở hiện tại nó vẫn là cái thời điểm mà mọi người vừa thi cái cuộc thi gần đây nhất của nhóm. Kỷ niệm đáng nhớ của em là có hai đợt,
về trận đấu vũ đạo của anh Mỹ và anh Hùng. Và kỷ niệm gần đây nhất là Summer Jam. Ba kỷ niệm đó em lớn nhất. Và cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời của em mà kiểu như là em khi mà mọi người lên nhận giải ấy, mà em khóc luôn. Đó là lần đầu tiên. Còn về kỷ niệm với S4 là rất nhiều, từ những cái nó rất là nhỏ nhặt và những cái nó hài hước cũng có. Nhưng mà cái mà nếu mà gọi là gần đây mà kiểu là xúc động mạnh nhất thì là cái cuộc thi vừa rồi của nhóm. Đầu tiên thì chắc chắn là em cùng S4 đi thi Summer Jam. Cái kỷ niệm rất là đáng nhớ nhất từ cái khúc mà đi tập đến khúc ra sân bay, khúc đến Đà Nẵng của mọi người, rehearsal, đứng trên sân khấu của mọi người. Cái mà em nhớ nhất trước khi mà mình lên thi á, thì lúc đó tụi mình có đứng vòng tròn, xong rồi anh Mỹ có khoác vai mọi người. Anh Mỹ có nói một câu là bây giờ cái gì nó cũng đã xong rồi, thì lên sân khấu á, xong rồi thì cứ để nó ở trên đó đi, không cần phải suy nghĩ gì hết. Tập thì rất là lâu nha, nhưng mà lên đó thì chỉ có 4 phút thôi, nó nhanh lắm. Lúc mà chào khán giả là em đã rưng rưng nước mắt rồi. Em cũng không biết là nhiều khi anh Bị anh cũng nói em là sao mà mến ướt quá vậy, cái gì cũng khóc. Mà kiểu bây giờ kiểu cảm xúc như vậy thì nó em rất là kiểu vui và hãnh diện á. Có một cái lần mà tụi anh đi quay một cái project, bài là bài Em Đi Đâu do anh Hùng với Biên. Nhớ nhất và lâu nhất đó là cái đợt quay MV đầu tiên là cái bài Quan Điểm. Anh em có 4 anh em quay và như thằng Dở Hơi cùng với anh Tin ở ngoài bên Sala. Đó là cái kỷ niệm mà Hùng có thể nghĩ là Hùng nhớ lâu nhất. 4 em đi quay thì là có anh Mỹ, Hùng với anh Tường đi quay bảo vệ đội. Sau đấy là thiết bị bị trục trặc, anh phải chạy từ quận 2 qua bên sở thú để thuê thiết bị khác thay thế. Rồi khi mà quay lại thì là trời mưa. Tức là những cái khó khăn nó cứ xảy ra liên tục. Và cái giai đoạn đầu khi mà tụi anh bắt đầu làm project nhóm á, là nó không có kinh phí. Thì cái mà anh cảm thấy nhớ cái kỷ niệm đấy bởi vì là không có một câu nào tụi nó cầm lên theo kiểu là thở than hay là ấy. Mấy anh em cứ kiểu bình thường và vô việc cả làm. Em nhớ có một lần em tập sàn thú vũ đạo thì là cái đợt đó em đi tập về trễ, là lúc đó là 1 giờ. Xong rồi giống như là lúc đó là mẹ em đã gọi điện cho em rồi, gọi hỏi tại sao giờ này chưa về này nọ. Nhưng mà kiểu lúc đó là mọi người đang tập rất là căng thẳng, tại vì cuộc thi sắp tới rồi, tại vì sắp tới ngày diễn luôn rồi đó. Mà lúc đó là mẹ em gọi điện rất là nhiều. Nếu mà mày mà còn đi nhảy nữa thì đừng có về nhà. Một hôm thì em nói với mẹ là bây giờ con cũng lớn rồi, con có thể tự quyết định cuộc sống của mình, chứ mẹ đừng có quản con như vậy nữa. Mẹ em hay la, nhưng mà giờ em đã cố gắng được giữa việc học và việc đi nhảy này để được đồng hành cùng mọi người. Đó là niềm ước mơ của em. Kỷ niệm đặc biệt, thực ra thì để mà nói với nhóm ấy thì cái kỷ niệm đặc biệt rất là nhiều. Nhưng mà thực ra thì cái kỷ niệm đặc biệt nhất đối với S4 thì chắc là lần đầu anh em đi thi, nhưng mà không phải lần đầu, mà không phải là R1 nhá. R1 thì là có người ngoài, nhưng mà để mà nói S4 riêng ấy, thì là lần đầu anh em đi thi. Và cái giải đấy là giải Nghệ Dance đấy. Cái giải đấy là một cái giải gọi là rất là cảm xúc, không thể mô tả được là nó cảm xúc như nào hoặc là có những cái điều đặc biệt gì. Nhưng mà đấy là lần đầu tiên nhóm mình đi thi với tư cách là toàn bộ thành viên của S4, và cũng được giải nhì.
Đấy, và từ đấy nói về kỷ niệm thì vui có, không vui cũng có, nhưng mà mình nghĩ đây là thứ mà mình cả đời mình chưa bao giờ bị. Trong suốt 14 năm đi nhảy, đó là lần đầu tiên mình bị, mà lại bị ngay với nhóm F4. Thì mình nghĩ đây là lỗi lầm, chắc không phải kỷ niệm vui, kỷ niệm buồn, nó là kỷ niệm lỗi lầm. Thì kiểu đấy là cái giải R1 tự nhiên mình lại up clip lên cho mọi người xem trước. Lúc mà mình mọi người xem được á thì là qua ngày mai là thi rồi, nó cũng không phải là vấn đề gì nó quá nặng, nhưng mà với một người làm nghề như mình á, mình thấy cái đó nó bị amateur quá, hay không quý vị? Thì mình không nghĩ tới mức độ như vậy, thì tới bây giờ mình vẫn cảm thấy là rất là có lỗi trong cái vấn đề đó. Thì các kỷ niệm á, kỷ niệm lỗi lầm đi, chứ vui buồn thì nhiều quá không nhớ hết. Nhưng mình nghĩ kỷ niệm lỗi lầm đó là nên khắc cốt ghi tâm để mốt không bị nữa. Số hổ nhất từ trước đến giờ là cái đêm chung kết giải đấu vũ đạo, là sau khi diễn hết hai bài, đến bài cuối cùng thì thầy có Thầy Huy có nhận xét về S4. Có một lần Mỹ làm một cái bài đương đại đúng không? Xong anh cũng góp ý một chút xíu. Từ cái bài đó đến bài này quá cao. Ok. Kỹ thuật, động tác, đội hình, mọi thứ nó rất là level, pro level. Ok. Và các em làm được S4, Hip hop đương đại. And then Mỹ em lấy cái cảm giác, cái màu của S4, và em đã lấy cái thế mạnh của mình, cái hip hop của mình, nhưng mà em phá một chút xíu, em phá cách một ít, rồi em đã tạo ra một cái màu mới luôn. Ok, S4 không phải chỉ là hip hop đâu, S4 là nhiều hơn nữa. Lúc đấy kiểu chung kết đó, nên là mọi cái áp lực các thứ, xong rồi mình diễn xong, xong khi mà nghe giám khảo người ta nhận xét, kiểu Thế Huy cũng là kiểu là người thầy giúp đỡ mình từ những ngày đầu luôn đó, nên là thầy cũng chứng kiến những cái S4 từ những ngày đầu, nên là khi mà thầy nhận xét về S4 kiểu bị xúc động quá, hay là với cả cộng thêm cái áp lực thi cử và thứ, nên là nó sau cái đấy nó bị vỡ òa mà khóc không nín được, khóc vì vui, tức là khóc vì kiểu sung sướng các thứ, là nhìn mọi người mình hoàn thành những cái mà mình, tức là mình không nghĩ là nó sẽ thành công như thế, bị vỡ hòa luôn. Thì chắc đấy là cái khoảnh khắc cảm thấy là tự hào nhất về S4. Tôi thì không có biết, nói chung là tôi không nói lời hoa mỹ được, tôi không có nói mấy lời mà kiểu này kia bướm bay gì đó không biết được, nhưng mà thật sự là rất là cảm ơn tới Mỹ vì đã ở lại với tụi tôi đến bây giờ luôn. Thì không bỏ rơi tụi tôi, nói chung là không bỏ rơi tụi tôi những cái lúc mà ông có thể ông sẽ stress, ông có thể bị tụt mood, nhưng mà ông không bao giờ bỏ rơi tụi tôi, ông vẫn quan sát tụi tôi mọi lúc mọi nơi. Không biết nói gì hơn là cảm ơn Mỹ nhiều lắm. Em nhắn tới anh Mỹ, em nhắn tới anh Leader. Dạ, ý là em thật sự cảm ơn anh vì cho em cơ hội được ở lại nhóm, dù em chưa cống hiến được nhiều, nhưng mà em muốn anh biết là em cũng đang cố gắng từng ngày. Em cố gắng từng ngày để có thể mang được nhiều thứ về cho nhóm hơn ở cái phương diện của em. Dạ, em mong là có thể thân với mấy anh nhiều hơn. Với lại bên cạnh đó em cũng muốn gửi tới anh Tường. Và thật ra cái người mà kiểu mà khiến em mà quyết định mà em phải nhảy tiếp á là anh Tường. Tại anh Tường, em thật ra em với anh Tường không thân lắm, nhưng mà anh Tường có một cái là khoảng thời gian mà em khi mà em quay đó mới bắt đầu trở lại sau bệnh á, thì anh Tường luôn là người nói với em là mày đi nhảy chưa, mày nhảy được chưa, mày có nhảy, mày có nhảy tiếp hay không. Em luôn kiểu em có những cái lý do để nói là em mệt quá, em chưa nhảy được, em có nhiều khó khăn, nhưng mà gặp em ảnh bưng luôn nói là nhảy đi, mày phải tập nhiều hơn, kiểu ảnh thôi thúc em á, con người em, nên là cảm ơn anh. Sao đang nghe. Tới là sinh nhật nhóm mà người đã dẫn đầu nhóm đó là ai, thì đó là my captain Duy Anh Mỹ đó. Dù là anh gọi là gì ta,
Bảo Ban, chị bảo tụi em rất là nhiều thứ nhưng mà nó đôi khi nó không thành lời, nó là hành động. Và những cái mà anh giao cho tụi em á, đôi khi là tụi em làm nó không tới nơi tới chốn, kiểu như là chưa đủ sức mạnh á. Cũng không giống như là cũng có nhiều người không có đủ tự tin, kể cả em đi đó, em cũng cảm thấy là đôi lúc mình cũng không có tự tin. Gửi tới anh một lời nhắn, gửi tới anh một lời nhắn thì sau này mà những cái gì mà sắp diễn ra sắp tới này, em và tụi em sẽ cùng nhau cố gắng, không làm được cái gì thì sẽ cố gắng làm được những cái khác để đẩy những cái dự định của anh và của nhóm đi tới một cái kết quả tốt đẹp, và nó nằm ở cái khía cạnh tốt nhất của anh em mình có. I love you. Tại em nghĩ là mọi người gửi tới anh Mỹ rất nhiều, nhưng mà cái người em muốn gửi nhất ở hiện tại, tức nghĩa là em sẽ gửi cho Ngân. Nhưng mà em sẽ nói cái này luôn, là nó rất tâm linh. Lúc mà em bước vào là Yến đồng thời cũng trả lời câu hỏi của em, thì em nghĩ là quá tâm linh rồi. Em chắc chắn là phải dành cho hỏi câu này dành cho Yến. Đó, nó hợp lý như vậy đấy. Tại vì em biết là trong cái khoảng thời gian gần đây á, Ngân gặp rất nhiều biến cố. Nhưng mà kiểu như là Ngân cũng không phải là người hay than với mọi người. Thì chỉ có lúc mà cái khi mà Ngân gặp vấn đề á, thì Ngân hay tâm sự riêng với em. Thì em chỉ muốn gửi lời cho Ngân á, tức nghĩa là Ngân ơi, bạn đối với tôi là bạn là một người rất là mạnh mẽ nha. Nói chung là bạn đối với tôi á, bạn là một người bạn rất là mạnh mẽ. Với lại nói chung trong những cái lúc mà tôi thấy là bản thân tôi rất là lạc quẻ với mọi người, thì bạn luôn là người cho tôi cái cảm giác bạn rất là appreciate những cái gọi là mà những cái của tôi á, những cái riêng của tôi á, bạn rất là appreciate nó, thì tôi rất là biết ơn đó. Thì với lại bạn đối với tôi á, tôi thấy bạn là một người bạn rất là chịu khó học hỏi, thì không biết nói gì hơn. Nói chung là chúc bạn sắp tới là bạn càng ngày càng nhảy tốt hơn, với lại đồng hành với tụi tôi lâu hơn là được. Đó, rồi vậy nha, lắp chút. Có một thời gian thì bạn cũng tâm sự với em, tại vì trước đó là hai đứa cũng đi chung nói chuyện nhiều á, nhưng mà cái thời gian gần đây thì bạn tâm sự một số cái việc riêng, và em cảm thấy cái đó là bị ảnh hưởng bạn nhiều quá, nên là em mới mong muốn là nếu mà những cái việc đó bạn có thể nói chuyện tâm sự với thêm với các thành viên khác, có thể là em, có thể mọi người, để gọi là giải tỏa, rồi sau đó là bạn tiếp tục bạn move on, làm bạn mình mạnh mẽ hơn với cái chuyện đó, để đừng nó bị ảnh hưởng tới việc hoạt động nhóm. Đó, thì em muốn là bạn sẽ cố gắng hơn trong cái việc này thôi. Và chúc cho Yến là sẽ tự tin nè, và vui vẻ, cũng như là ngày càng phát triển hơn. Đó là cái mà em nhắn với Yến. Dạ. Cái người mà anh muốn gửi lời cảm ơn nha, chắc là mọi người cũng không nghĩ tới đâu, anh muốn cảm ơn Kyo. Anh Hào hả? Anh Hào, oh shit. Cái này nó phải quay lại cái thời kỳ mà tụi nó hay chọc anh là người đàn ông cô đơn nhất công viên 23/9 á. Thì tại vì anh sau mùa dịch là anh bị trầm cảm khá nhiều, thì anh cố gắng vượt qua bằng cách anh đi ra ngoài, anh tập nhảy nhiều hơn. Thì khi ra công viên thì anh cũng gặp một người khá là suy giống như anh, đó là Kyo. Khi mà mình tập ở ngoài công viên mình không, ngày nào mình tập mình, nhưng mà tự nhiên đùng cái hôm đó anh Hào lại xuất hiện. Không phải anh, chỉ là anh Hào. Tự nhiên là có một người đàn ông là xuất hiện là anh Hào. Xong rồi ngày nào anh Hào cũng ra đứng tập với mình, hai người cứ đứng cái tập. Xong rồi tự nhiên có một hôm Kyo nhắn tin với anh là: anh Hào ơi, sắp tới em làm sàn đấu vũ đạo nè, anh Hào vô làm chung với em cho vui nha. Xong rồi đó, rồi giờ anh ở đây. Thì cho nên là anh muốn cảm ơn Kyo lắm, tại vì nếu mà thời điểm đó mà Kyo không mở lời với anh á, thì anh không biết là anh có ở đây không, mà tụi anh có được cái trải nghiệm như vậy với nhau hay không. Cho nên là cảm ơn Kyo rất là nhiều. Tới giờ vẫn rất là yêu Kyo luôn, yêu kinh khủng luôn. Cảm ơn Kyo. Hôm nay nói thật, có một người Kyo là một người rất là tiêu cực. Ý là cái cách mà Kyo thể hiện cho mọi người á, thì Kyo rất là tích cực không? Nhưng mà ý là trong đầu này nè, nó tiêu cực lắm. Hiểu không? Lúc nào mình nhìn một vấn đề, mình đều suy nghĩ về cái tình trạng xấu nhất nó xảy ra trước. Hiểu không? Chứ mình không có suy nghĩ về vấn đề tích cực.
đó là cách mình nghĩ thôi, còn cách mình nói thì nó sẽ khác. Mình chỉ đơn giản như bữa đi thi thì lúc nào mình trong đầu mình cũng suy nghĩ thế nào cũng rớt, thế nào cũng sẽ bị tụt tay, thế nào cũng sẽ bị một cái gì đó. Nói chung là lúc nào mình cũng sẽ có một cái tình trạng đó xảy ra. Vì vậy về dạo gần đây đi, cái mắt cô Kiêu nhìn về cái nghề này cũng vậy, nó bị tiêu cực lắm. Nên là khi mà nghe anh Hào nói vậy thì thực sự là bất ngờ, và mình không nghĩ là mình lại là một động lực cho ai đó. Thực ra thì không phải chỉ anh Hào, có rất nhiều người nói với Kiêu là cảm ơn Kiêu về một cái vấn đề gì đó, nhưng mà Kiêu vẫn cảm thấy là mình không đủ. Mình giống như là mình chỉ mang tới tiếng cười cho mọi người thôi, chứ mình không có mang cái động lực về cái ngành nghề này. Một không phải là một ít nữa là 100% bất cứ vấn đề nào Kiêu nhìn vào Kiêu đều thấy sự tiêu cực chứ. Và mình sẽ không nói cho ai hết, và mình lúc nào mình cũng chỉ suy nghĩ trong đầu là cái vấn đề đó thực sự là nó sẽ xảy ra. Và chứ nên là vì tiêu cực quá nên lúc nào mọi người cũng thấy mình rất là vui vẻ, mình rất là vui vẻ mình chia sẻ, nhưng thực sự đằng sau đó khi mà mình về nhà thì tiêu cực lắm. Vì có nhiều hôm Xu nhắn Kiêu á, Xu kêu 11 giờ lên, Kiêu nhắn 8 giờ kêu chưa ngủ á. Không, kiểu đêm nào mình cũng nằm đó, mình cứ suy nghĩ về, không biết suy nghĩ về vấn đề gì nữa, nhưng mà cái gì mình nhìn vấn đề nào cũng tiêu cực. Nên là mình mong là một ngày nào đó mình sẽ thoát được cái những cái suy nghĩ trong đầu. Cái lúc mà điền cái form á thì tôi có điền cái tên người đó, tôi không có điền là nhắn cái gì, nhưng mà tôi điền tên người đó là tôi muốn gửi là nhắn đến Kiêu. Nhưng mà thực ra là cái đó là tôi xả lơ thôi à, tôi không có định gửi là nhắn đến Kiêu. Nhưng mà sau cái set nó vừa rồi mà phỏng vấn Kiêu á, sau cái set vừa rồi phỏng vấn Kiêu và nghe Kiêu chia sẻ thì thực sự bây giờ là tôi muốn gửi lời nhắn này đến Kiêu. Qua những cái gì mà vừa Kiêu chia sẻ, vừa Xu có phỏng vấn Kiêu á, Xu rất là không biết dùng từ gì, nhưng mà xúc động với những cái sự chia sẻ của Kiêu và hy vọng là Kiêu sẽ không tiêu cực. Nói không tiêu cực thì nó hơi buồn cười. Vì có mọi người ở đây nên là cố gắng không tiêu cực nữa, vui tươi giống như cái tên Kiêu ha ha. Và Xu luôn ủng hộ Kiêu. Cảm ơn. Kiểu người mang lại cho em tới bây giờ ấy thì em nghĩ sẽ có hai đứa, là thằng Uông và Vũ. Tức là cái bước đầu tiên. Nói chứ thì cái bước đầu tiên khi em vào Sài Gòn ấy thì người giúp em là Vũ. Thì có thể Uông là người kiểu cho em có động lực để vào hơn, tức là em có những cái vòng tròn mới hơn để em có thể tiếp tục đi vào. Nhưng mà vào thì em lại không gặp Uông nhiều bằng Vũ. Bởi vì em nói trước chung nhóm. Nói chung hai đứa cũng giúp em khá là nhiều trong khoảng thời gian đầu. Sau khi mà Vũ xong là qua Uông, tức là có những cái em phải nhìn về phía trước để em học tập theo. Tức là bởi vì môi trường nó khác nhau thì mình không thể nào mình vừa mới đầu vào là mình ào vào được. Thì em phải học từ từ, em phải nhìn vào người này à, vì sao như thế nào và tốt lên như thế nào đấy. Thì em cố đấy, em nhìn vào hai đứa trước bởi vì hai đứa gần với em nhất. Love you boy. Em nhắn nhủ đến anh Binh. Anh Binh ảnh hay tự ti bản thân là kiểu mình cũng yếu á đó. Đó, cho nên là đôi lúc á, em cũng có rủ anh Binh để mà cùng nhau tập, cùng nhau phát triển. Đôi lúc á, ảnh cũng không có thời gian, thì em muốn là em với ảnh thì cùng nhau support nhau để phát triển hơn. Ảnh giỏi chung với mình cũng giỏi chung với ảnh. Yeah. Nghe câu này xong mình cảm thấy Quang rất là dễ thương. Thấy Quang kiểu quan tâm mình ấy. Lúc nào Quang cũng nhắn là anh Vinh ơi, 3-7 buổi tối có rảnh không ra công viên tập với em. Thì anh bận tập với nhóm á, thì anh không có thể ra được em, nhưng mà anh cũng hay rủ với em là lên nhóm anh tập. Nhưng mà em cũng bị ngại á, đâm ra hai đứa không có thể tập được chung với nhau ấy.
Nên hẹn một bữa nào đó anh em mình collab chung một bài nha. Bữa nào ạ? À? Hẹn luôn ạ. À. Tháng 4. À tháng 5 đi. Tháng 5. Một big boom nhá. Ok. Bùng nổ. Rồi ok. Xưng hô như thế nào đây? Ok, xưng hô là em và tao biết là tập thể tụi mình đang gặp khó khăn, có người khó khăn cái này, có người khó khăn cái kia, nhưng mà mong là mọi người vẫn duy trì mấy cái mà khóc đó. Đừng ôm em. Xin lỗi nào. Cái tờ này nó kể đi. Không, nó vô. Kể đi. Anh Hào chửi em rồi kìa. Không muốn chửi đâu, nhưng Kim cần đang làm rối giờ. Vấn đề này chưa lường trước được. Ok, hy vọng là nhóc ác tụi mình luôn duy trì được những cái tâm tư, mấy cái mà mình muốn nói với nhau. Mình hẹn nhau ra để mình giải bày như là hiện tại mình vẫn đang làm. Để mà nói điều đặc biệt thì Hùng nghĩ là ai chắc chắn nó cũng sẽ Hùng muốn gửi cho mọi người thôi. Có nghĩa là ai chắc chắn cũng sẽ bị trải qua cái cảm giác đấy. Cảm giác kiểu bị tụt lại phía sau ấy. Thì Hùng muốn gửi tới mọi người là khi mà mình cảm giác như thế ấy, cứ tìm một người để mình thổ lộ đi. Và kiểu, nhưng mà ngay bản thân mình ấy, phải luôn vững vàng. Và phải tìm được một cái gì đó để mình cố gắng mình bám đấy, để mình có thể vực lên được. Đây là một cái gọi là tình cảm dành cho tất cả mọi người. Thế thì mình sẽ không gửi lời này đến bất kỳ ai cả. Mình sẽ gửi đến tất cả mọi người luôn. Đấy, không riêng một ai. Thực ra đến bây giờ là mình đã trải qua một hành trình khá là dài. Đấy, thì chỉ muốn rằng mọi người còn nhận được niềm vui với nhau, thì mọi người hãy vun đấy niềm vui lên để chúng ta trở thành một tập thể lớn mạnh nhất ở cái thế giới này. Không có một cái lời nhắn nhủ nào cho một cá thể nào hết, em chỉ nhắn tới tất cả mọi người, đó là em yêu mọi người. As for em có cảm nhận là mọi người sắp vươn tới đỉnh cao thành công rồi. Có lẽ mọi người ơi, chuẩn bị rồi. Một tương lai tươi sáng đang chờ đón chúng ta. Hãy cùng nắm tay đi tới tương lai đó nhé. Và hãy cùng nhau tạo ra nhiều kỷ niệm đẹp hơn nữa. Có nhiều cuộc nước mắt rơi hơn nữa. Có những trận cười lớn hơn nữa. Đam mê với nhảy của mình nhiều hơn, nhiệt huyết hơn nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. I love you. Chúc mọi người. Chết, từ từ đi, suy nghĩ nha. Chúc mọi người sẽ ngày càng vững mạnh. Và em sẽ đồng hành cùng mọi người nhiều nhất có thể. Yeah. Hả? Nhân dịp sinh nhật lần thứ 5 của S4, em chỉ muốn chúc mọi người, tức nghĩa là đầu tiên là mọi người hãy có thật là nhiều sức khỏe trước. Rồi có thật nhiều show, thật nhiều tiền để mà tụi mình có thể làm được những cái mà tụi mình đã ấp ủ bấy lâu. Và em muốn mọi người, mong muốn mọi người duy nhất là hãy đi cùng nhau thiệt là lâu. Nó chỉ là như vậy thôi. Vậy nha, yêu mọi người. Em thật sự rất là chưa bao giờ nói, nhưng mà cảm thấy ngại khi mà nói là em thật sự rất là yêu mọi người á. Có thể có những lúc mà cãi nhau cũng có. Nói chung là mấy cái này thì em không nhớ nào cũng sẽ có một cái vấn đề gì đó rồi, nhưng mà nghĩ chính những cái điều đó mà khiến mọi người có thể nói được với nhau. Gọi là chia sẻ được với nhau thì sẽ hiểu nhau nhiều hơn. Nhưng mà dù sao thì em cũng yêu mọi người dữ lắm. Và chúc nhóm phá được cái giúp dễ gì. Ok.
luôn luôn thoát qua dễ nhìn. Nhân dịp 5 năm sinh nhật của F4 thì chúc F4 sẽ luôn trên con đường phát triển và thành công hơn ở mục tiêu phía trước. Sẽ luôn thịnh vượng hơn. Nhóm sẽ phát triển hơn nè, xong rồi vững mạnh hơn các thứ. Thì em đang mong muốn là cái này, là nhóm sẽ đạt được giải nhất quán quân trong cuộc thi gần sắp tới. Em muốn cùng mọi người training nhiều hơn, cùng mọi người phát triển hơn. Rồi em muốn là tụi em sẽ cùng nắm tay đi lên, không kiểu như là không để ai ở phía sau á. Cùng đi lên vậy thôi. Thực sự là anh thì anh cũng kiểu khô như Mỹ, anh không có nói được những cái tình cảm kiểu năm thứ năm. Thì anh mong là thành công năm, cái năm vừa rồi coi như là tạm tính là thành công, anh giải quốc tế coi như là một thành công. Nhưng mà làm gì làm thì cứ sau này phát triển hơn, bắt buộc là phải phát triển nên không cần chúc. Bắt buộc là phải phát triển nên là cái đấy không cần chúc. Nhưng mà chúc là chúc anh em sức khỏe, chúc anh em còn được những cái nội tại, cái đam mê, cái lửa để mà tiếp tục kiên trì với những cái gì mà mình theo đuổi. Cái đấy nó, anh thấy nó cần hơn là những cái lời vui vẻ hoa mỹ. Nên là S4 Building mong nhóm có thể luôn kiên trì với tất cả những dự định và tất cả những mong muốn mà nhóm đề ra. Tại vì mấy cái cao sang em nghĩ là mọi người đều chúc rồi. Mà cái mà có thể là mình bỏ quên đó, những cái nhỏ nhặt nhất là cái kiên trì đó. Mình có kiên trì với tất cả những gì mình mong muốn không? Mà khi mình đã kiên trì, mình đã yêu thích nó thì em nghĩ là khó khăn nào cũng vượt qua và cái gì mình có thể đạt được hết khi mà mình đi cùng nhau và mình đủ kiên trì. Hùng chúc Hùng cùng với mọi người sẽ cùng nhau trải qua rất nhiều cái kỷ niệm khác nữa và cùng nhau đi lên, không chỉ là kiểu chung này, mình có thể là từng người có thể từng phát triển lên rất rất xa và mình sẽ về nhóm để mình có thể cùng up lên rất là nhiều cùng nhau, rất nhiều kỷ niệm đẹp. Rồi, lần này là sinh nhật lần thứ 5 của nhóm F4 thì chính ra thì mình đã đồng hành với nhóm được 3 năm rồi. Mình chúc mọi người một câu thực tế. Mình chúc mọi người có đủ kinh tế để tiếp tục niềm đam mê. Ok. Tôi cũng có bạn đâu. 5 năm rồi. Ok. Chúc S4 sẽ luôn mạnh. Sẽ luôn mạnh là về mặt nhảy múa đó. Và sẽ luôn sẽ đoàn kết, chứ không phải là sẽ luôn đoàn kết, sẽ đoàn kết và sau đó là luôn đoàn kết. Và hãy enjoy. Mong muốn là anh em mình sẽ cùng đi xa hơn, dài hơn, lâu hơn, không điểm dừng và đạt được nhiều mục tiêu hơn, không còn dễ nhì nữa. Một cái gì đó to hơn. Bùm lỗ F4 Group. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 5 của S4 thì em chúc cho nhóm sẽ luôn thành công và phát triển. Chúc cho anh em luôn ở bên nhau nè, hãy luôn đi với nhau lâu dài. Và nhóm sẽ có một bước tiến mới là sẽ đứng top 1. Yes. Top 1. S4 nhưng mà top 1 hiểu không? Đó. Ok. Chúc mừng sinh nhật S4 5 tuổi. Chúc cho chúng ta càng ngày càng dữ dội hơn, càng ngày càng gọi là mạnh hơn, càng ngày càng đông hơn nhưng mà phải chất lượng. Đấy. Sang tuổi thứ 5, chúc cho chúng ta được giải nhất. Đấy, ok. Hy vọng là sắp tới anh sẽ làm được nhiều thứ hơn với mấy đứa. Giờ có anh rồi, quay clip thoải mái đi. Yeah, mọi người ơi, vỗ tay nào. Mọi người ơi,
nhưng mà tiền thuê đồ tự lo cho hết tiền rồi, suy quá rồi, hết tiền rồi. Mình cũng là một người theo dõi S4 từ những ngày đầu, mặc dù là ở rất xa nhưng mà vẫn hướng đến S4, vẫn theo dõi S4. Và cảm ơn tất cả mọi người đã tạo nên tập thể ngày hôm nay. Và với S4 tròn 5 tuổi thì xuống chúc tất cả mọi người đến là sức khỏe, phải có thật nhiều sức khỏe để đi tiếp con đường này. Kể cả là bất kỳ ai chọn con đường nhảy múa hoặc không chọn con đường nhảy múa thì chúng ta vẫn là một tập thể, vẫn là một gia đình. Và chị hy vọng là tất cả mọi người cùng hỗ trợ nhau, support nhau. Và có bất kỳ điều gì thì cứ nói với chị nhé. Chị luôn sẵn sàng lắng nghe. Happy birthday S4. Chị muốn nhắn đến S4 là mong anh em ngày càng cháy hơn nữa, ngày càng đoàn kết hơn nè. Hy vọng rằng sau này khi mà trên thế giới người ta nhắc đến Việt, nhóm nhảy ở Việt Nam, người ta sẽ đều biết đến S4. Happy birthday. Hello anh em. Chúc mừng sinh nhật anh em S4 và chúc anh em có một ngày sinh nhật thật là tuyệt vời và thật là ý nghĩa. Chúc anh em có nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn và gặt hái thêm nhiều thành công nữa ở trong tương lai. Bản thân em được làm việc với anh em S4 và được chứng kiến S4 từ những ngày mới thành lập cho tới thời điểm hiện tại thì bản thân em cảm thấy rất là vui và rất là tự hào về mọi người, và đặc biệt là rất tự hào với ông anh của em. So proud of you bro. Bản thân Tiến thì thấy S4 bây giờ có đông thành viên hơn, thấy nhiều thành viên rất là tiềm năng, thấy mọi người rất là vui, rất là nhiệt, rất là cháy, rất là đoàn kết, rất là tin tưởng nhau. Thì Tiến thấy những điều đấy mọi người cần phải giữ và cố gắng giữ, và cùng nhau tạo ra những giá trị mới, những thành quả mới, những mục tiêu mới ở trong tương lai. Yeah, keep it up. So, happy birthday and love you. S4. Hello S4 crew. Nhân dịp sinh nhật nhóm thì Xoay muốn chúc mừng sinh nhật S4, chúc mừng sinh nhật nhóm của bạn Dương Anh Mỹ đúng không ạ? Thì với cái dịp sinh nhật này, Xoay muốn gửi gắm tới mọi người rằng S4 là một nhóm không những đang được đề cao ở Việt Nam mà mình đang ở một trong vị thế rất là tốt để phát triển trên thị trường quốc tế. Và Say hy vọng là S4 sẽ nhân cái cơ hội này và chiếm lấy nó, và lấy những cái mục tiêu xa hơn để làm tiền đề cho nhóm của mình phát triển mạnh mẽ hơn. Và từ ngày đầu tiên làm việc với S4 đến bây giờ thì lúc nào Say cũng có một cái tâm niệm rằng chắc chỉ làm được mỗi S4 thôi, tại vì các nhóm khác người ta có thuê mình đâu. Thế nhá, bye bye. Ok, xin chào S4 crew. Yeah, cảm xúc hiện tại của mình là vô cùng tự hào và hãnh diện khi cũng là một người đã từng gắn bó và có những kỷ niệm nhất định với S4 crew. Ở đây mình có những người anh em vô cùng thân thiết, ví dụ như là Tường Milo này, Kyo Hà này, anh Dương Anh Mỹ, anh Đức Hùng, thậm chí là cả người thầy đầu tiên của mình khi bước chân vào Sài Gòn là anh Lê Anh Huy nữa. Thì ở đây mình luôn cảm thấy mình có cái sợi dây vô hình nhất định với anh em F4, vì cũng chung hoàn cảnh, chung quê với cả các anh nè, hay là chung đam mê nữa. Thì kể từ ngày đầu tiên mình biết đến và làm việc với F4 thì cảm nhận của mình hiện tại vẫn như vậy thôi. Vẫn luôn luôn cảm thấy mọi người luôn luôn có cái ngọn lửa nhiệt huyết trong từng cá nhân cho đến cả tập thể. Và mọi người có một sự chuyên nghiệp rất lớn, và đó là điều mà mình cảm thấy rất là đáng học hỏi đến từ F4 crew. Hiện tại dù cho con đường của mình và các anh em có hơi khác nhau, nhưng mà mình luôn mong rằng mình sẽ luôn là người mà F4 có thể nhớ tới mỗi khi cần, mỗi khi buồn, vui. Và ngược lại mình cũng vậy, và mình luôn luôn mong những cơ hội sẽ tạo ra để cho anh em mình có thể giao thoa với nhau. Ok. Mình chúc F4 luôn luôn vững tâm, niềm tin và bước tiếp.
cống hiến cho đam mê, cống hiến cho nghệ thuật nhảy múa trong nước và ngoài nước nói chung, và đại diện cho Việt Nam bước ra thế giới. Và mình luôn luôn có niềm tin là anh em sẽ làm được. Và cuối cùng là chúc mừng sinh nhật S4 Crew 5 tuổi. Hello anh em, em là Hùng Nhỏ ở đây. Lâu lắm mới có dịp lên để gặp gỡ anh em. Em không biết nói gì hơn là em nhớ mọi người và ai. Nhân dịp F4 sang tuổi mới thì em cũng chúc anh em leader cùng anh em member và anh em media ngày càng gắn kết với nhau và bùng cháy hơn nữa anh em ạ. Anh em đỉnh vãi lìn. Yeah. Bye anh em, tạm biệt anh em. Ok. Hello mọi người, hello anh em. Tui đây, Tuấn Hiệp đây. Thời gian vừa qua thì thấy mọi người đạt được những thành công nhất định nào đó thì em cảm thấy rất là vui, rất là tự hào vì mình đã từng là có thời gian hoạt động chung với cả mọi người. Yeah, rất hãnh diện vì điều đấy. Sinh nhật của nhóm lần này em chúc mọi người là sẽ đạt được nhiều thành công hơn, sẽ có nhiều cột mốc đáng nhớ hơn, và điều quan trọng nhất là có sức khỏe và luôn vui vẻ để thực hiện những cái điều đấy nha. Yeah. Chúc mừng sinh nhật F4 Crew. Nói chung là làm việc với mấy anh em cũng lâu rồi, mà đây là lần đầu tiên mà em quay clip để mà gửi lời chúc mừng sinh nhật đến anh em. Thì mong là F4 trong tương lai sẽ càng vững mạnh hơn nữa, càng phát triển hơn nữa, ngày càng có nhiều show hơn nữa. Yes. Peace. Chúc mừng sinh nhật. Hey yo, chúc mừng sinh nhật của S4. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Unify cũng như là em trong những năm vừa qua. Mong là mọi người sau này hả càng ngày càng giàu hơn nữa, đâu anh em càng ngày càng tiến tới, anh em càng ngày càng đông hơn, anh em bị cháy hơn nữa. Yay. Peace. Hello, là Sò đây. Nhân dịp sinh nhật của các anh em trong S4 thì Sò muốn gửi lời chúc đến các anh em là sẽ đồng hành với nhau thật là lâu, sẽ có chặng đường dài càng đạt được nhiều thành công hơn nữa. Và cảm ơn anh em trong thời gian qua đã giúp đỡ Sò cũng như là các anh em trong Unify nhé. Và happy birthday. Hey, what's up, hello anh em, tôi là Nam. Và lần đầu tiên Nam xin được cảm ơn anh em S4 rất nhiều vì đã luôn luôn đồng hành cùng Nam trong xuyên suốt một chặng đường hoạt động nghệ thuật của mình. Và anh em mình cũng đã có những thành công cùng nhau, có những cái thăng trầm, những vui buồn cùng nhau, và anh em mình cũng đã cùng nhau hợp tác và cho ra được những cái thành quả âm nhạc ở trên YouTube của Unify này cũng như là của Nam. Thì Nam rất là biết ơn và trân trọng những điều đó vì được có anh em S4 bên cạnh mình. Và Nam cũng xin được gửi lời chúc mừng sinh nhật tới anh em S4 nè. Chúc anh em tuổi mới sẽ có nhiều sức khỏe nè, sẽ càng ngày càng bùng nổ hơn, được nhiều người biết tới hơn, và đặc biệt là sẽ phá được cái dớp ông hoàng á quân, ông hoàng giải nhì gì đó, và có được cái giải nhất cho nhóm, không chỉ là một mà hai mà là ba mà là bốn mà là n lần ấy, và sẽ có nhiều cái thành quả thành công hơn nữa. Và hy vọng là anh em mình cũng sẽ có thêm nhiều những cái dự án mà có thể hợp tác cùng nhau, mình đi cùng nhau xa hơn nhé. Yeah, happy birthday anh em. See you. Hello F4, happy birthday F4. Yeah. Thì được biết là hôm nay sinh nhật của F4 nên là mình quay clip này để chúc các anh chị em bạn bè của mình trong F4, và chúc cả F4 crew sắp tới sẽ thật là tỏa sáng, anh em thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều gọi là người ta chỉ để gọi là dựng bài thật là hay ấy, để mọi người thật là tỏa sáng, để mọi người thật là nhiều show, kiếm thật là nhiều tiền, mà anh em phải đoàn kết với nhau. Và mong là sắp tới mình sẽ có cơ hội để được hợp tác chung F4 để được gặp mọi người tiếp. Và happy birthday F4. Happy birthday S4 Crew. Tuổi mới cây xin được chúc cho S4 Crew thật nhiều sức khỏe, và chúc cho tất cả anh em dancer cống hiến hết mình cho đam mê nhảy múa của tất cả mọi người. Và sự thì mình rất là ghét nhóm này, bởi vì dưới bên Mỹ các bạn có thể biết là lấy lúc nào cũng thích rủ mình đánh bia, và kết quả các bạn cũng biết rồi. Nên mình muốn dành một tình cảm chân thành nhất cho S4 Crew để chúc cho tất cả team của chúng ta sẽ lúc nào cũng phát triển mạnh hơn. Chúc cho các bạn sẽ đánh giá thắng cay nhé. Happy birthday. Hello, xin chào mọi người. Chúc mừng cho mọi người đã có được một chặng đường không quá dài, không quá ngắn cùng với nhau. Chặng đường 5 năm, Trang hy vọng rằng là trong suốt 5 năm vừa qua thì các bạn đã có được rất là nhiều trải nghiệm, nhiều kỷ niệm, kinh nghiệm cùng với nhau. Và trong hành trình
làm nghệ thuật khẩu trang, cũng đã có một quãng thời gian được làm việc cùng với các bạn. Trang cảm thấy rất là tự hào về S4, và đối với Trang thì S4 luôn là nhóm nhảy tuyệt vời nhất Việt Nam, nên là Trang hy vọng rằng ở chặng đường sắp tới S4 sẽ có cho mình nhiều thành công hơn, nổi tiếng hơn, nhiều show hơn, và nếu mà có đi thi thì đừng để cho Dương Anh nghĩ làm trưởng nhóm nữa, tại vì cái số của nó chỉ được giải nhì thôi, nên là hãy cố gắng giành thêm nhiều giải thưởng nữa. Và nếu có đi thi thì nhớ là để cho người khác làm trưởng nhóm nha. Happy 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 day. Bye bye. I love you. 1, 2, 3, 4, 5. Happy anniversary S4. Chúc S4 rất là nhiều hạnh phúc và thành công. Seriously. I don't know, am I Thầy or An or An Huy or John, whatever. Nhưng mà anh đã thấy cái bước bắt đầu của S4, và anh rất là tự hào để xem cái bước đầu tiên đến bây giờ, mấy cái tiến bộ về nhiều thứ, không phải chỉ là hip hop nhưng mà rất là nhiều. You guys are really incredible. I'm truly an S4 fan. Love you guys. And really excited to see what else you're going to present and give to us. Sorry, hồi nãy mình bắt đầu tiếng Việt mà sao đó mình quên tiếng Anh nha. Maybe someone can subtitle. nhưng mà thầy rất là hạnh phúc và tự hào các thành viên, các dancer, các nghệ sĩ trong S4, và chúc tất cả mọi người một cái đường, một cái hành trình và một cái đường dài với nhiều thành công và nhiều hạnh phúc và nhiều trải nghiệm. Ok. And nhớ nha, cái thành công nó không phải là như vậy. Nó sẽ là, nhưng mà từ từ nó sẽ lên. So nhớ cái điều đó. And nhớ là nếu mà mình muốn đi nhanh thì đi một mình, mà nếu mà mình muốn đi xa và sâu, đi cùng nhau. Đó là một cái bài tập, bài học rất là quan trọng thầy đã nhận ra trong mấy cái năm vừa rồi. So thầy muốn chia cái đó với các em. And chúc tụi em rất là nhiều hạnh phúc trong tương lai. Keep dancing.